Rạng sáng nay, mùng 2 tháng 10, một vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, khiến 6 người trên một chuyến xe đi lễ chùa núi Bà Đen thiệt mạng. Tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng nay khi ô tô 16 chỗ chạy trên đường 784 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh lên Tây Ninh. Khi đến xã Chuông Mít, huyện Dương Minh Châu, ô tô này đấu đầu với xe khách 35 chỗ đi hướng ngược lại. Cú tông trực diện khiến ô tô 16 chỗ biến dạng, bay phần nóc, xe còn lại biến dạng phần đầu. Tai nạn làm 6 người chết tại chỗ, 10 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Tất cả nạn nhân đều là người trên xe 16 chỗ đang trên hành trình đi chùa ở núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, trong 8 nạn nhân đang cấp cứu tại đây, hiện có 3 ca nặng và 1 ca đang trong tình trạng nguy kịch. Các nạn nhân còn lại đều bị đa chấn thương. Bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân tai nạn là do tài xế xe 16 chỗ chạy lấn làn và có dấu hiệu buồn ngủ.